Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đến với channel mình. Ngày chúng ta sẽ tiếp tục đến với tựa game ARK 1B. Trong đấu trường ARK 1B ngày hôm nay thì chúng mình sẽ là một cái team giữa con Godzilla thì đấu với cái team của Mokai số 1. Nay mình sẽ đấu với con Senona. Trước tiên sẽ gọi một con Senona trước vào đây. Hai con này. Bây giờ chúng ta đã có team của con Senola và con Godzilla. Thì mình sẽ cho cuộc chiến bắt đầu để cái team này nó thực hiện. Ở bên con team của Godzilla thì to hơn và có vẻ sẽ mạnh hơn. Nhưng con Senola này nó là nhỏ, nhưng mà Queen of the High. Con này nó có cấp độ là Senola Queen of the High. Okay, chiến thôi. Trước khi mình vào phải nâng cấp lại cho con này tí đã. Con này có 87 điểm. Wow, con Senola này nó có thể spawn rất nhiều con vua nhỏ hơn. Wow, lại spawn tiếp một đàn nữa. Vậy cuối cùng là team của Godzilla giành chiến thắng. Hẹn gặp lại anh em trong clip sau nha.